giới và các tổ chức quốc tế. Kính thưa các đồng chí đại diện các bộ ban ngành trung ương, kính thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Hường, nguyên là giám đốc của Viện Chống lao Trung ương, chủ tịch ban điều phối các đối tác chống lao Việt Nam. Thưa các đồng chí lãnh đạo của chương trình chống lao quốc gia và các tỉnh, thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay thì tôi rất vui mừng đến dự hội nghị tổng kết hoạt động từ chương trình chống lao quốc gia năm 2012 và phương hướng kế hoạch năm 2013 được tổ chức tại tỉnh Bình Dương xinh đẹp. Trước hết thì tôi xin thay mặt Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Y tế xin gửi tới các đồng chí lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa các đồng chí, như chúng ta đều biết, bệnh lao đang là một vấn đề sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay có khoảng 1/3 dân số thế giới đã bị nhiễm lao. Bệnh lao là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai trong các bệnh truyền nhiễm. Tại Việt Nam, thì Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nước ta là một trong các nước có gánh nặng về bệnh lao cao. Thế và nước ta cũng là một nước có gánh nặng về lao đa kháng thuốc và lao HIV. Thưa các đồng chí, tại hội nghị này thì các vị đại biểu đã nghe trưởng ban điều hành về dự án phòng chống lao đã phát biểu khai mạc. Thế rồi các đồng chí cũng nghe đại diện lãnh đạo của chương trình chống lao báo cáo về tổng kết hoạt động năm 2012 và phương hướng kế hoạch hoạt động của năm 2013 và ý kiến phát biểu của chủ tịch ban điều phối các đối tác phòng chống lao và các ý kiến phát biểu tham luận thì chúng ta cơ bản là thống nhất với cái báo cáo và chương trình lao quốc gia đã đề ra. Thế và chúng ta cũng thống nhất những các cái đánh giá về những kết quả hoạt động của chương trình chống lao năm 2012, những kết quả đạt được, những thuận lợi, những khó khăn, thế và cái công việc hoạt động triển khai trong năm 2013 thì cơ bản là các đồng chí đã đánh giá. Thế và có được những các cái kết quả như vậy thì chúng tôi thấy là với sự nỗ lực của cán bộ chống lao các cấp cùng với sự quan tâm chỉ đạo đầu tư của Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành đã ủng hộ giúp đỡ thì chúng ta đã đạt được như vậy, và nhất là sự ủng hộ của chính quyền địa phương, các tổ chức, các cơ quan đoàn thể trong nước và các đối tác quốc tế thì công tác phòng chống lao ở Việt Nam chúng ta đã đạt và vượt các cái chỉ tiêu kế hoạch chúng ta đã đề ra. Có những kết quả tích cực đóng góp vào chiến lược